bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Life Forex. Fisher được coi là một trong những nhà đầu tư có sức ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Ông đã khai sinh ra thuyết tăng trưởng trong đầu tư. Chúng được phổ biến rộng rãi qua cuốn sách của ông với tiêu đề Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường. Sự nghiệp của Philip Fisher bắt đầu vào năm 1928 khi ông rời bỏ trường kinh doanh Stanford khi nó mới thành lập để làm nhà phân tích chứng khoán cho ngân hàng Anglo London tại San Francisco. Ông chuyển sang một công ty giao dịch chứng khoán một thời gian ngắn trước khi bắt đầu khởi nghiệp bằng đồng tiền của mình khi thành lập công ty Fisher & Company vào năm 1931. Ông quản lý các công việc của công ty cho đến khi nghỉ hưu là năm 1999 ở độ tuổi 91 và người ta nói rằng ông đã tạo ra những lợi nhuận đầu tư phi thường cho những khách hàng của mình. Mặc dù ông bắt đầu vào những năm 50 trước khi thung lũng Silicon được biết tới, ông chuyên vào những công ty sáng tạo có các công tác nghiên cứu phát triển mạnh. Ông thực hiện đầu tư dài hạn, mua những công ty lớn với giá hời. Ông cũng là người rất riêng tư, ít chịu phỏng vấn và rất kén chọn khách hàng của mình. Ông không nổi tiếng đối với công chúng cho đến khi xuất bản quyển sách Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường vào năm 1958. Philip Fisher đạt được thành tích xuất sắc trong 70 năm đầu tư của mình. Ông đầu tư vào công ty được quản lý tốt, tăng trưởng, chất lượng cao và giữ dài hạn. Ví dụ, ông đã mua cổ phiếu của Motorola vào năm 1955 và tiếp tục giữ nó cho đến khi ông qua đời vào năm 2004. Chí lý đầu tư của ông ấy cho rằng chỉ nên đầu tư tập trung vào một vài doanh nghiệp mà các doanh nghiệp đó là hứa hẹn khả năng phát triển vượt trội nhất trong tương lai. Rõ ràng ông ấy đang tìm kiếm những dấu hiệu tăng trưởng của các doanh nghiệp tiềm năng. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích thì Philip luôn cố gắng tránh những rủi ro có thể gặp phải. Ông ấy muốn chắc chắn rằng bộ máy quản lý của doanh nghiệp sẽ có đủ số tiền cần thiết để vốn hóa tiềm năng của mình và giảm thiểu rủi ro đối với quá trình đầu tư của ông ấy. Châm ngôn nổi tiếng của ông, 15 điều cần tìm kiếm trong cổ phiếu thường, đã được phân chia thành hai loại: chất lượng quản lý và các đặc điểm của doanh nghiệp. Dưới đây là 15 tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu mà Philip Fisher lưu ý với các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Doanh nghiệp kinh doanh những sản phẩm dịch vụ có tiềm năng thì thị trường đủ lớn để tăng trưởng doanh thu vài năm đến. Bộ máy quản lý doanh nghiệp liên tục phát triển các dòng sản phẩm, dịch vụ hay những quy trình sản xuất nhằm gia tăng doanh thu, tối ưu chi phí khi tiềm năng tăng trưởng dòng sản phẩm hiện tại đã bị hạn chế. Doanh nghiệp có chủ động chi đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D hay không? Cách thức tổ chức bán hàng của doanh nghiệp có hiệu quả không thông qua đánh giá độ rộng của mạng lưới phân phối cũng như các chi phí về marketing của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động cần có một biên lợi nhuận cao, nếu như trong ngành nghề biên lợi nhuận thấp thì doanh nghiệp đó phải đạt được mức hàng đầu. Doanh nghiệp có những hành động gì để duy trì và cải thiện mức biên lợi nhuận theo thời gian hay không? Mối quan hệ giữa ban lãnh đạo và người lao động có tốt không? Đội ngũ ban lãnh đạo doanh nghiệp cần có sự đồng lòng, sẵn sàng tuân thủ những nguyên tắc cần thiết cho sự tăng trưởng bền vững. Ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp phát triển, đội ngũ quản lý từ nội bộ đi lên là lựa chọn từ bên ngoài. Doanh nghiệp cần có khả năng kiểm soát chi phí thấp hơn trong ngành mà nó tham gia, với mức hòa vốn thấp không giúp cho doanh nghiệp trụ vững trong những giai đoạn khó khăn, mà còn có khả năng tăng vị thế sau khi các đối thủ yếu hơn bị loại khỏi thị trường. Doanh nghiệp nếu không thể hiện được sự nổi trội ở việc làm chiếm lĩnh thị trường hàng đầu, thì cần phải có những sự khác biệt ở sản phẩm, dịch vụ mang đến cho khách hàng so với tính chất ngành. Doanh nghiệp hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận trước mắt hay tập trung vào các chiến lược để đặt nền móng cho lợi nhuận bền vững tương lai. Lựa chọn những doanh nghiệp tăng trưởng bằng việc lợi nhuận tái đầu tư hơn là việc huy động vốn từ các cổ đông hay vay nợ. Bộ máy quản lý của doanh nghiệp có luôn minh bạch với cổ đông trong cả các giai đoạn tốt và khi nó có vấn đề hay không? Ban quản lý doanh nghiệp có liêm khiết hay không? Thật khó để có một doanh nghiệp đáp ứng tất cả những tiêu chí lựa chọn của Fisher. Tuy nhiên, một doanh nghiệp chỉ đáp ứng được một số tiêu chí trên thì cổ phiếu của doanh nghiệp đó thật chưa nên để xem xét. Những ý tưởng trên như một khuôn mẫu giúp các nhà đầu tư dựa vào đó có những đánh giá về những doanh nghiệp để từ đó có thể ra quyết định đầu tư. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi giới thiệu cho các bạn về Philip Fisher thì lúc này chắc hẳn các trader đã bắt đầu nghiền ngẫm 15 điều trên rồi phải không nào? Mong rằng đó là những kiến thức bổ ích và phù hợp với các trader. Còn bây giờ, Life Forex xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.